sẽ có gì trong bản cập nhật sự kiện người ngoài hành tinh năm 2023. Chào các bạn, nếu các bạn để ý thì tại Hometown có một người ngoài hành tinh ở tiệm cà phê. Với những bạn chơi lâu, có thể dễ dàng nhận ra đây chính là NPC trong nhiệm vụ người ngoài hành tinh năm ngoái. Năm nay, anh ta đã trở thành nhân viên bán hàng, mọi người hãy qua đây ủng hộ Bíp Bíp với món bắp rang alien nhé. Thêm vào đó, trong danh sách thú cưng đã xuất hiện 6 loại pet mới và hình dạng của những chú pet này đã được hé lộ tại tòa nhà lịch quà tặng khu trung tâm, trông giống hệt những sinh vật ngoài vũ trụ. Đây là hai tín hiệu cho thấy chúng ta lại chuẩn bị đón một mùa sự kiện người ngoài hành tinh với sự trở lại của các đặc vụ, chú chó Franklin hay là cô bé Otaku. Theo mình dự đoán, sự kiện này sẽ bắt đầu sau khi sự kiện Hoa Anh Đào kết thúc, khoảng 4 ngày nữa. Các bạn thấy sao về thông tin vừa rồi của mình và bạn đang mong NPC nào quay trở lại trong sự kiện người ngoài hành tinh sắp tới? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận nhé!